Những nàng hậu Việt ghi điểm như hành động tinh tế, Thùy Tiên chăm chút nhường spotlight cho đàn em tỏa sáng, Thảo Nhi Lê, Khánh Vân cư xử đáng quý với fan khuyết tật. Những hoa hậu ở VBIX vốn đều đã sở hữu nhan sắc rất nổi bật và độ thông minh, sắc sảo đáng nể rồi. Tuy nhiên, khi theo dõi nhiều cô nàng, khán giả lại càng thêm yêu mến họ nhiều hơn bởi một đức tính tốt đẹp khác, đó là tấm lòng nhân ái. Và điều này được thể hiện rất rõ ràng qua hành động tinh tế của các chị. Khánh Vân, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân trở thành một nàng hậu có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang. Mặc dù gây nhiều tranh cãi khi khán giả cho rằng Khánh Vân chưa đủ bản lĩnh để chịu đựng sức nặng của chiếc vương miện, nhưng nàng hậu vẫn luôn cho thấy mình là một cô gái mạnh mẽ, thân thiện, đang không ngừng học hỏi để ngày một giỏi giang. Đúng với biệt danh Hoa hậu có trái tim yêu thương, Khánh Vân luôn đối xử với người hâm mộ một cách tình cảm, chân thành. Trong buổi họp báo để công bố Khánh Vân trở thành đại diện của Việt Nam tại Miss Universe 2020, khi chụp hình lưu niệm cùng người hâm mộ, Vân đã không ngần ngại chiếc váy dạ hội cầu kỳ mà chủ động ngồi xuống để mình và fan vừa vặn với khung hình. Động này nhận được cơn mưa lời khen, nghe nói có cả fan nước ngoài đã nhắn tin bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Khánh Vân. Thảo Nhi Lê, Á hậu Việt Kiều là cái tên thân mật được fan sắc đẹp yêu quý đặt cho Thảo Nhi Lê sau khi cô đăng quang ngôi vị Á hậu một của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Kể từ khi đăng quang, Thảo Nhi Lê có nhiều cơ hội gần gũi các fan hơn, và đây chính là cầu nối để nàng hậu thể hiện được những giá trị tích cực của mình. Trong buổi offline đầu tiên với người hâm mộ, Thảo Nhi Lê nhận được cơn mưa lời khen vì hành động tinh tế, tình cảm dành cho các khán giả thân thương. Hôm đó, trong số đông khán giả có một bạn fan khiếm thính không thể tham dự buổi gặp mặt vì không có vé. Khi biết chuyện, Thảo Nhi Lê đã đích thân mời fan của mình vào tham gia buổi họp mặt và còn ký tặng cho bạn ấy. Hành động của nàng hậu quả thực rất ngọt ngào, khiến các non fan cũng phải đổ gục. Thùy Tiên, kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu của Miss Grand International 2021, Thùy Tiên trở thành tên tuổi được săn đón bậc nhất làng giải trí Việt. Nhưng có thể thấy, không vì thế mà Thùy Tiên trở nên kiêu căng. Ngược lại, cô khiến người hâm mộ ấn tượng và yêu mến bởi sự tự nhiên, hài hước và đầu óc thông minh của mình. Khi tham gia chương trình giao lưu cùng Miss Grand Spain 2022, Thùy Tiên một lần nữa khiến fan nức lòng vì hành động khiêm nhường. Cụ thể, lúc diễn ra chương trình giao lưu cùng Miss Grand Spain 2022, Thùy Tiên đã tinh tế chỉnh sửa trang phục và vương miện cho tân Hoa hậu để cô được bắt chọn những khung hình đẹp nhất. Nếu để ý, bạn sẽ thấy Tiên đã không đội vương miện để dành chọn spotlight cho nàng hậu mới tỏa sáng. Kỳ Duyên, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên không ít lần vướng vào những thị phi không đáng có khiến người hâm mộ nhiều lần tiếc nuối. Nhưng dần dà, Kỳ Duyên đã trở lại khi tham gia nhiều chương trình thực tế và sàn runway. Theo dõi các chương trình này, người hâm mộ có thể cảm thấy Duyên là một cô gái khá lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Trước ống kính là vậy, nhưng ở phía sau hậu trường, Kỳ Duyên lại là một người chị vô cùng ân cần, tình cảm. Trong một chương trình, một đoạn clip ghi lại phía sau cánh ngà, nhìn thấy các thí sinh có vẻ mệt mỏi, Kỳ Duyên đã ân cần dùng xịt khoáng giúp các em lấy lại tinh thần. Hành động đáng yêu này được truyền tay liên tục và nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Mỗi cô nàng là một cách thể hiện khác nhau nhưng đều khiến các fan của mình tan chảy. Còn bạn thích nhất hành động đẹp của nàng hậu nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!